hai ba xúc nước này vậy. Một màu vàng áo này là áo tập nghe quý vị. Áo này chỉ là áo tập thôi chứ chưa phải là áo chính thức nghe quý vị. Các bạn không biết là cậu cần câu nha. Trên bờ người ta coi quá trời. Ở đây nè. Khán giả trên cầu quá trời luôn. Bây giờ thì các bạn đồng viên xuống ghe đang chuẩn bị tập nghe đi. Ghe cần giờ hai chuẩn bị những diều dặm đầu tiên trên ghe nghe chị. Ghe đang về tới em vậy.
Xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nhé.